lắm rồi, sợ 4 phần 5. Ôi giời, chúng ta, chúng ta. Đến khi là mình có tìm hiểu trên Samsung ấy, thì đang lần này đang có ra bán con A6, A6 Plus ấy. Thì là mình cũng thấy cái con này mới ra thì nó chắc là sẽ có nhiều ưu việt hơn so với các con khác. Nên là mình cũng sẽ đặt cọc, hôm trước mình có đặt cọc ở Hoàng Hà một cái điện thoại A6 đấy. Thế chị có thể cho biết vì sao là chị lại chọn Hoàng Hà để mua chiếc điện thoại này không ạ? Mình thấy Hoàng Hà rất so với cả các đơn vị khác như Thế Giới Di Động hay là các chỗ khác thì cái giá của Hoàng Hà nó sẽ hấp dẫn hơn, có quà tặng hơn, nhiều hơn. Xong rồi thậm chí cái chăm sóc của khách hàng của Hoàng Hà cũng mình thấy cũng tốt hơn. Cảm ơn. Chị có thể cho em biết được cảm xúc hiện tại chị khi là khách hàng đầu tiên chúng trước tay nghe được không ạ? Mình rất là vui khi nhận được bốc được thăm được chiếc tay nghe này á. Thì là thực sự trong cái quà tặng của Samsung thì đã có rồi, nhưng mà mình thực sự là rất là may mắn thêm một lần nữa vì là có thể là được hai cái tai nghe, chứ là một quà tặng của theo máy và một quà tặng của mình đang cầm ở đây thì rất là vui. Ôi, cảm ơn chị ạ.